Đừng để cho mọi người chung quanh biết cái biết của mình. Họ biết cái biết của mình rồi nữa thì ra mình làm việc họ chận hết rồi, làm sao làm. Mình chưa làm họ biết rồi nữa thì có như hỏng rồi. Còn bây giờ nữa, mình sắp làm, mình sẽ làm nữa, họ cứ theo dõi, không biết mình làm cái gì đây, cứ ngồi để chờ. Nhưng mà họ chờ khi mình làm xong rồi, họ biết rồi đó, thì chuyện sống nó không cần nữa. Đây là cái bài học mà thầy đã học được đó, của Hòa Thượng từ hồi còn nhỏ, còn làm sa di, làm thi giả đó, đã học được. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nên cân nhắc. Ở bên trong đó thì cố gắng luyện tập. Mình luyện tập làm sao mà mình chứng sơ quả, nhị quả, tam quả đó, thậm chí đắc quả là hán đi nữa, mình cũng không nói với thiên hạ mình đắc quả nữa. Thì đắc quả là hán có nghĩa là biết hết, làm được hết tất cả rồi. Thành ra chánh kiến có nghĩa là cái gì mình biết hết đấy, nhưng mà có cái nào không nói thôi. Thành ra có người không biết là ưa nói, có người biết thì nói, nhưng mà có người nữa trường hợp biết mà không nói. Mình biết mà không nói, cái này quan trọng. Chờ tới việc là làm. Cho nên đó, quan trọng nhất là cái chỗ mọi việc xảy ra trên cuộc đời này phải biết hết. Mọi việc xảy ra trên cuộc đời này biết hết chứ, nhưng mà không nói thôi. Nói thì ít, nhưng mà nói là phải có ý nghĩa. Cho nên cái chỗ này đó, các Phật tử nên nghiệm xem Đức Phật dạy một vị A-la-hán cái chỗ này. Tức là điều thứ nhất là mình biết đúng rồi, phải không? Cái này đúng rồi. Nhưng mà biết rồi, mà bây giờ biết thêm cái nữa là có nên nói không? Có nên nói cái này ra không? Này Đức Phật này, Đức Phật dạy mình đấy. Biết rồi, nhưng mà nên nói không? Mà nói ra đó thì nó có lợi hay là có hại? Nói đúng, nhưng mà nói đúng mà nhiều khi có hại hơn có lợi đấy. Thì có nên nói không? Bây giờ đó, nói cái này ra có lợi, nhưng mà Đức Phật dạy mình thêm cái nữa đó, nói với ai thì có lợi, nói với ai mà có lợi, thì cái chỗ này nó quan trọng nhất phải thấy này. Thì nếu nói với cái người đó có lợi thì chờ tới tìm gặp cái người đó mới nói vậy. Và cái cuối cùng nữa là gì? Tức là nói cái người đó có lợi, nhưng mà không phải là lúc nào nói cũng được, phải không? Chờ đúng lúc đó. Cho nên Đức Phật là không thất bại là vậy. Tất cả mọi việc Đức Phật biết rồi. Cái vấn đề an bang tế thế Đức Phật biết rồi. Tức là trị nước an dân Đức Phật biết cái này chứ, biết rất rõ. Nên nhiều người nghĩ rằng tu không biết gì hết, cái này sai. Biết rõ. Nhưng mà biết rõ rồi nữa là biết có nên nói không? Và nên nói lúc nào và nói với ai đây? Cho nên cái việc này nữa, Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài đâu đem Ngài nói cho thiên hạ nghe đâu. Cái chuyện này nữa, khi mà về tới thành Vương Xá nữa, gặp vua Tần Bà Sa La, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói. Nói chuyện này, nói cái chuyện mà trị nước an bang này cho vua nghe. Đây là ông vua mới làm được cái chuyện này, và ông vua mới nên làm cái chuyện này. Cái này có lợi đây, chứ người khác thì không lợi đâu. Cho nên nói đúng người, đúng chỗ và đúng lúc đó để họ làm được cái này, nó thành công. Chứ không phải biết cái là nói liền. Thế nên các Phật tử mình hay có một cái là khi mà biết rồi nó giữ trong bụng không được. Phải nói, phải đi tìm người nói. Để tới cuối cùng nhiều chuyện, trở thành nhiều chuyện. Cái này hư cuộc đời mình uống. Cho nên không nên nói. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên một vị A-la-hán có nghĩa là không còn lỗi lầm gì trên cuộc đời này hết. Trọn lành rồi, người ta gọi là vị thánh A-la-hán. Mà Đức Phật nói là khi mình trở thành vị thánh A-la-hán, có người trọn lành biết được hết tất cả và làm được hết tất cả rồi, mà tại sao không làm? Cho nên phát tâm Bồ Đề. Thì cái chỗ này đó, khi họ đắc được quả rồi, Đức Phật khuyên là không nên thú tịch nữa. Hồi nãy đó thì cái trường hợp anh chưa đắc quả, cho nên phải cố gắng tu để đạt được giải thoát. Mà bây giờ anh được giải thoát rồi, phải không? Tức là được giải thoát rồi, anh còn lệ thuộc cuộc đời nữa. Không ai trở ngại gây khó khăn cho anh được nữa hết. Tại sao anh không làm những chuyện công đức này để làm Phật? Cho nên cái hàng này nữa, Đức Phật
khuyên phát tâm hành Bồ Tát đạo. Đây cái hàng thú tịch này nữa là đắc quả thiệt thì Đức Phật khuyên làm, còn đắc quả giả đó thì Đức Phật không bỏ. Bốn hàng thanh văn mà bỏ cái hàng thứ nhất ra, hàng thứ hai này dùng được, tại vì họ tốt rồi, mà chỉ cần có một cái là mình khuyến khích họ làm đó, thì cái này cần thôi.